về 1002 thì lại bú. 1002. Ủa đợt này nó có cây vị cây không ta? Đợt trước nó đánh cây vị cây cháy phết gì nữa. Nó đang cây vị cây đợt này. Ủa? 2050 1002 vẫn còn nấm. Ông 3100 đấy, cũng mạnh phết đấy. 3100 đợt trước review mấy nick thấy mạnh phết. Thằng 2050 là thằng nào ta? Hai bảy năm năm trước ca một trung cục và giờ mạnh ghê em ở 2760. 2755 đấy, các bot phải bay đi rồi. Ủa 50 cn, ui bọn này trông mày ác ma đấy. Bọn 2050 mà trông ma quỷ vậy anh em. 19 tỷ điểm tiêu diệt này, bao vãi nồi vậy. Bao 170 triệu này, ui ôi. Nấm nấm xịn gặp nấm rơm 1002 à? Nó xếp cho ông này đấm với ông 1002 thì free win à? Hay là đây cũng nấm lỏ? Nói vậy chứ có dàn R4 chất lượng thôi. Dàn mem thấy cũng chắc không quá mạnh đâu. Cũng bình thường. Có dàn R4, R5 trông có vẻ hơi ác ma tí. Dàn mem thì khá hơn đâu 1002. Ông mạnh phết đấy. 1002 kiểu cả đời nó không bao giờ mất nấm được luôn ấy. Tại Kingdom họ chơi sit thấp ấy. Mà ngặt cái là sit thấp họ chơi quen nhau nữa. Họ đếch chịu zero nhau, bao đếch giảm. Tự nhiên nhắc 1002 phải thêm một clan thứ hai này. Thêm một clan 5B1 nữa. Một 002 chung trại với 2931. Mình xem thử thằng 2931 xem. Thông thường thì nó sẽ ghép một thằng lỏ với một thằng xịn đấy. Nhưng mà cứ cho là 1002 yếu đi. À lộn, 2050 yếu đi nhưng mà vẫn ok hơn là 1002 mà. Anh like app nào nữa vậy à? Anh like YouTube nha. Anh cũng muốn qua Nemo Line lắm mà deck có hợp đồng làm sao có sèn được. Ui vãi nồi, cái đầm này mới cướp kinh à, qua 16 này. À, 2931 này hình như mới cướp kinh hay sao ấy. Một clan quả 16, một clan quả 13. Hai cây cờ này khả năng là của clan chính quá, quả 22. Chào đón ôn. Chào đón quá, nó kích, nó cướp mẹ kinh rồi. Cũng từng là một kinh đầm Việt Nam ấy chứ. Còn ông 1002 thì thôi, 1002 không bao giờ mất nấm được luôn. Em mới chơi lại, xin kinh mua vé bay mà kinh bán 100m gold một vé. Ồ, chịu thôi. Sức mạnh 12 tỷ 6 quà 38. Giờ làm sao copy được cái này vãi nồi. Ông để cái link ở đây làm sao mà copy lên được. Lấy điện thoại chụp mất công rồi. 1002 thì vẫn thế thôi. Kiểu kinh đầm đời đầu ấy, thành ra là mấy cái nick này bây giờ người ta
Người ta chơi với nhau lâu ấy, người ta cũng chả buồn zero nữa, zero cũng đâu có hết đâu. Khổ, hôm trước tôi hôm nào, hôm qua hôm kia có làm cái video review cụm KVK 2377. Xong mẹ cái ông nội kia vào bảo gì mẹ, người ta chơi nào kệ người ta, suốt ngày chơi vãi nồi thật mẹ, bây giờ mẹ bao cao kill point thấp mẹ cười tí cũng đéo cho. Nhiều khi bây giờ tôi cũng không dám tôi phải nghiêm túc anh em ạ, phải ngoan. Vẫn biết là kiểu mà thực ra mình cũng biết là kiểu game thì ai thích chơi thì chơi ấy, nhưng mà kiểu lâu lâu tôi nhìn kill point thấp thì tôi cũng hơi tếu tếu. Ngày xưa mình cũng thế. Chứ ngày xưa tôi cũng kill point thấp mà, nhưng mà đánh một thời gian thì kill point nó cao lên thôi. Bây giờ kiểu xã hội nguy hiểm mẹ. Không được chê cái gì hết. Sợ quái gì farmer, nói farmer vẫy bảo mẹ đời nó buồn cười. Top 5 Kingdom, mod mèo khả năng quay về top 1, 2, 3, 7, 7. Mới chơi xong phá liệt mình. 2748 mạnh không anh? Nghe nói mod PPK chiến lắm à? Mạnh nha anh em, 2748 ở Kingdom, Đông Việt Nam rất mạnh nhá. Nói chung là bây giờ có mấy Kingdom Việt Nam mạnh, các bạn hãy xem livestream thì các bạn biết hết rồi. Đâu có nhiều đâu. Bot 3245 bung 200m à. Mình chắc phải qua 324. Có 3425 thì làm sao mà soi được chứ quên. Kiếp kinh đồng nó ra nhiều quá. Hôm qua mình xem được 3440 thì hôm nay 3425 cũng soi được. Kingdom mới tầm bao nhiêu ngày có đập trứng? Đập trứng thì tôi chả biết. Kingdom mới thì không để ý cái này. Lâu lắm mới chơi Kingdom mới đâu. Đó, bot nào cũng 200 triệu đâu. Bot này 100 triệu chứ mấy. Gọi là chứ mấy hơi sai. Bot này 100 triệu bao là cùng. Bên này tuyển nhập cư luôn này. 3425 KD Migration. Ba bốn hai một hai bot 100m anh ơi, tiếp vậy. COD dốc ở đâu có vậy? Đăng ký là có nha. Chăm chỉ đánh chiếc thủ. Kiếm game. 3421 thì hôm trước mới soi rồi mà ta. Soi gì soi hoài. F2P 101 triệu bao. Tích này Việt Nam à? Việt Nam mà úp bao khiếp thế. Ở
tầm pao của anh muốn lên pao nữa thì chỉ có luyện lính thôi hả anh? Đúng rồi nha. 3459 nội chiến đi hết rồi à? 3428 kinh đập không kinh là như nào? Henry Bali. Michelmin. Liệu có phải là gái Ryu? Liệu có phải là gái Ryu không? Quên mất, đang đi tìm nick 8 triệu bao mà. Em bóng 3421. Mẹ nick này fake chắc luôn. Mấy cái nick mà thông thường mà theo cái đánh giá của tôi, những cái nick mà nó quá gái thì nó sẽ không thể nào là gái được anh em ạ. Nhiều khi các ông con trai trong tựa game Rise Kingdom ấy, các ông còn giống gái hơn cả là gái thật chơi game nữa. Đây ở đâu ta? Chắc chắn là cú. Zolit cú. Chắc chắn là cú rồi. Min. Không có album. Gái đó anh à? Cú em ơi. Bích Ngọc mày thích quái nào mà game này. Game Rise Kingdom mày Việt Nam mày gái chơi game nhiều hơn trai à? Nick này cú chắc luôn. Không nói nhiều. Và mấy thằng con nít nó hay lựa mấy hình cờ rút với hình ở đâu đâu về làm avatar lắm. Nick này cú luôn. Lắm lắm Việt Nam, gái Việt Nam thế. Thu Hà Tè. Ôi xin mẹ, 99% là cú. Mất niềm tin cuộc sống rồi. Sao lại mất niềm tin cuộc sống các bạn? Tôi chỉ nói với các bạn một cái chuyện đơn giản. Gái đâu mà chơi game nhiều thế? Các bạn có bao giờ các bạn suy nghĩ vậy không? Các bạn đã bao giờ các bạn gặp một người con gái một cách ngẫu nhiên ngoài đường mà chơi game mà lại vô tình cô ấy lại kiểu đẹp gái lung linh vãi nồi không? Câu trả lời là có. Nhưng mà ít. Avatar mạng thì nhìn là biết rồi, mấy nick này tôi còn lạ gì nữa. Cú hết. Chỉ có mấy ông gọi là có niềm tin trong cuộc sống, các ông mới tin mấy pha đấy thôi. Sao thấy có một nick 100 triệu bao ta? Đây, đây thêm nick nữa. Blackstone 101 triệu bao, 63 Q. Anh gốc có hơn 30 năm phân biệt được cú hay gái à? Thằng nào quen qua game được game này xin thua. Thực ra quen được cũng có nhiều chuyện tình yêu là xuất phát từ Rise Kingdom là cũng có. Nhưng mà ý mình nói là ví dụ chơi với nhau một thời gian ấy thì tôi nghĩ là nó sẽ
nó sẽ đúng, nó sẽ rõ ràng hơn đấy, chứ còn mới chơi lấy đâu ra mà đóng ngãi thế. Em thấy bot Minh Nhật với bot Phan Anh đăng ký nhập qua có nhập nhập cư có 934 ở ua. 934 ngon vậy. Nó thấy 934 quá áng cao mà rương vàng các kiểu nữa. Bot Phan Anh là nick nào ta? Mình chỉ biết bot bot Minh Nhật 2975 thôi. Bọn con gái chơi game nó còn muốn mình tưởng nó là con trai à? Muốn tưởng nó con trai gì không thì không biết, nhưng mà tóm lại là cái gì mà thơm quá thì thường nó không đúng. Phan Anh 2975 luôn anh, 90m pao, 15B Q-Poi à, ngon vậy. Mai COD sơ với em KVK mới à? Ngon. COD kiểu qua mùa mới chơi đỡ nhàm. Đợt này nó cập nhật thấy cũng ok đấy, nhưng mà chưa trải nghiệm đánh nhau thử xem nó có đỡ màu mè không. Chơi được một thời gian phát hiện ra là hơi màu mè quá đối với mình. Khó target. Em thấy nếu siêng farm gank cũng đánh chết thủ thì ở Kingdom chết ngon hơn. Kingdom nào cũng có cái ngon em. Hình như mới có vài xúc cho anh ấy. Mấy ông Tây qua xem đăng ký luôn à. Ngon. Mẹ, phải khều với ông Tây donate em ạ. COD mỗi buổi reset cấp à anh em? Hiện tại nó reset về cấp 30 thôi à. Khi nào đủ 5 đạo full gear thì bay seed cao đánh hết mình là hợp lý ạ. Em mà về seed thấp đòi đánh 5 đạo mút mùa. Mình farm siêng chỉ thủ kéo man đào game mút mồm ra phải 4-5 năm. Thấy nó mới gọi là hơi khoe khỏe. Các bạn mà chơi bây giờ 4 năm nữa là chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào năm 2028. Để em kêu ông 100m xe bay sẵn donate. Em vừa tải COD có 3 nhân vật, chọn cái nào anh à? Chọn người nha em. Nếu rốc bay thì qua Kingdom mới hay cũ à? Thật ra thì Kingdom nào chả như nhau, đánh thì đánh mùa chinh phạt thôi. Bên bộ có Gogo Max nên đợi tướng bộ mới hay lên luôn Hera Max à? Hera có tướng bộ mới đấu liên quan. Hera thì các bạn lên để dép thôi. Dép kéo man, còn tướng bộ mới thì nhiều khi nó có đánh đồng các thứ nữa. Nếu mà xác định là dép ấy thì lên Hera cũng được. Kéo man ngon mà.
Kỵ kéo ma mà tướng nào các bạn phải có một con đánh lan thôi, có Hera thứ thì kéo. Em có gửi tin nhắn à? Ok em. Ship thấp đánh ít nên speed tích được nhiều, ủ đến khi nam đạo full gear full tướng thì bay ship cao. Hit đường vàng vua cày Q là hợp lý mẹ. Đã ship thấp đánh ít thì lấy đâu ra Q point cao. Mắc lapu ok không anh? Nếu mà các bạn thích thì các bạn cứ mắc thôi. Giờ mới xem anh ok Hoàng Quốc nhá. Còn 17 ngày nữa NK1 mà giờ em VIP 12 có 445 chọc. Có ổn không anh? Ok em bình thường. Đi nốt cái vườn quốc vàng không quên. Gửi anh quay tướng season mới Discord nha anh. Ok Ngô Trường Vũ nha. Cái này lười đi lắm nhưng mà không đi thì thiếu quà, không được. Bắt buộc phải đi. À quên, để coi Gia Linh gửi cái gì. Gửi nhập cư. Khiếp. Toàn nick khủng của 2975 xin nhập cư về 2934 này. Mười lăm tỷ bao rồi, 5 sao, 1 trăng quà 34. Bên này có 2707 cũ nữa. Mạnh 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 mạnh.